Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Mai Tuyết USA. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn hai món là giảm cân nha các bạn. Xà lách trộn. Thì để làm món xà lách trộn thì mình có là một tô xà lách nè các bạn này. Rồi một cái này là bánh mì khô á các bạn. Và một muỗng phô mai, hai muỗng chanh với một chén thịt gà, ức gà các bạn, ức gà chiên với hai cái trứng, với một trái bơ, với một trái cà, với một muỗng ô liu nè các bạn, ô liu trái á. Còn cái này là dầu ô liu các bạn. Với chút đường và bột nêm nấm các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng mình trộn cái món xà lách này ha các bạn. Món xà lách này là các bạn làm là các bạn ăn là giảm cân cực kỳ luôn á. Bây giờ mình trộn món thứ nhất trước ha. Thì các bạn bỏ cà vô ha, nửa trái cà. Rồi dầu trái ô liu. Với bơ. Món này ăn là tốt cho sức khỏe các bạn. Mình thường xuyên ăn cái này. Và bây giờ mình chia sẻ cho các bạn. Cái này là trứng ha. Sau đó các bạn bỏ một muỗng muỗng chanh vào ha. Kế đến các bạn bỏ một chút xíu đường vô. Dạ. Chút xíu về bột nấm á các bạn cho nó mặn á. Tại vì mình ở nhà mình ăn là mình không có nêm. Cái bánh mì này nè là nó làm là nó đã bỏ muối mặn rồi cho nên mình cũng không có nêm, mình không có nêm. Thì nếu các bạn làm các bạn thích ăn mặn hơn thì các bạn bỏ chút xíu muối hay là chút xíu bột nêm gì đó. Với hai muỗng dầu ô liu các bạn, cái muỗng này muỗng nhỏ. Nếu đúng bỏ là một muỗng dầu ô liu thôi các bạn. Cái muỗng này có nửa muỗng cà phê à. Vậy là xong rồi các bạn trộn lên ha, trộn đều lên. Cái rau này là mình mua ở Costco, hôm qua mình đi chợ mình mua. Bây giờ các bạn đổ ra đĩa ha. Món xà lách trộn, món thứ nhất mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn món
xà lách trộn thứ hai ha. Đầu tiên thì các bạn cũng bỏ một muỗng chanh, nước cốt chanh vô ha. Sau đó các bạn bỏ xíu đường vô ha. Và chút xíu bột nêm nấm các bạn. Sau đó bỏ một muỗng dầu ô liu vô. Dầu ô liu này là mình mua là chỉ để ăn sống thôi các bạn. Một chai dầu ô liu này mình mua là 8 đồng các bạn, có chút xíu à. Sau đó các bạn bỏ cà vô ha. Rồi bỏ ô liu vô. Bỏ cái bơ sao mà giờ mình trộn cho nó đều ha các bạn. Bỏ bơ vô trước hồi nó mềm quá. Giờ các bạn bỏ gà chiên vô ha. Các bạn chừa vài miếng để làm mặt ha. Sau đó bỏ một miếng phô mai vô. Khi các bạn trộn đều rồi thì nêm nếm lại gia vị, thấy vừa khẩu vị của mình á, bạn đổ bơ vô. Vậy là xong rồi các bạn. Bỏ bánh mì khô vô ha. Món này ăn là ghiền á các bạn. Mình thường xuyên ăn. Bây giờ mình đổ ra đĩa ha các bạn. Cái này các bạn trộn là các bạn ăn liền ha. Món này làm lẹ lắm các bạn. Làm nếu như không có thời gian làm món này cực kỳ lẹ mà ăn tốt cho sức khỏe nữa. Món salad trộn thứ hai mình đã làm xong nè các bạn. Bây giờ mình bỏ một chút phô mai lên ha. Chỉ sau 10 phút mình hoàn thành hai món salad trộn. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Hai món salad trộn của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn làm thành công. Nếu các bạn thấy video mình hay, thích thì các bạn nhớ like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Bye bye.